ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល Tôi đang là lời kể này Facebook mùi rồi bỏ bỏ rõ mình nè đã đặt cho một thẻ bỏ ra smart này. Bạn bằng hành chung nửa video mùi đã cầm bóng mơ thay toàn phê rơ chia chi tí sở lãnh rồi bỏ luôn cầm bóng tay miền chung ngữ. Đại bản định bỏ rõ ràng được cho nó thẻ. Ngay tị đập bàm khai đập bi chân năm bì bỏ nó phẩy. Xong vật thột xạ sất tê vật đa chui thay rẻ xa bỏ bốn xâm lãnh khi nhóm phóng. Ai tại ôn bàn chìa bọn sọc chất cắt ai dụ khuôn ai đập chân năm đập bay bàn tỏ chì vứt. Ai bỏ bốn xâm lãnh. Cả xâm đáy chênh nơi ả rõm xâm lãnh phẹt rẻ chìa chì tì bốn bê ca mơ thay tòm nơi bè đàn nhìn chư. Cả đồ chì ca bài bọn tạ đò vật thột xạ sất. Đã xong cha cắt ai dụ khuôn ai nằm bay bắn to ai dụ chi vớt tự đọc bọn xâm lạnh. Tụ bày chỉ dạng nà mà chờ rìa chăm mân bà nây nụ lai cha tì bằng phót phẹt rìa chìa chì tì xâm nọp chật. Rồi bỏ qua cha có bán lìa chè. Lâu tới cha cả bị chiên đọc mong môn đi phòng này. Cứ bán tự tuôn mô rà nạng phiếp nữa thương ngay tì đọc bằng bay khai đọc bì chân nàm bì bọn nọp hầy. Nơi vì lìa mong mùi nâng sai sập bằng nè tì chục. ឆ្នេះគ្មានអ្វីក្រៅអំពីសេចក្តីសោកសង្រេងរបស់គាត់នោះទេចាហើយក៏បានឃើញមានមិត្តភក្តិនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានแชร์នៅរូបភាពចាទាំងអស់នេះក៏ដូចជាបានខមមិននៅពាក្យពេចន៍ចាចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតមួយនៅក្នុងសង្គមយើងចាដែលស្ដេចឲ្យឃើញពីការស្រឡាញ់របស់បរមនៈចាចំពោះភរិយាខ្លួនបើទោះបីជាមានជំងឺយ៉ាងណាក៏ស្ម័គ្រចិត្តមើលថែទាំចារហូត
chia chị tì sờ lắng chà nay cứ chị rừng bật môi nơi chị bật rồi bỏ mình nụ chương mình nẹ chà đại tiếng toát tay nâng slap tay mình đang tha slap ngày nè nụ tì chà chà nay khiêm sụp bánh chọc cho môi nâng ọp bộ đồ mình khlây rồi bỏ chương tay trầm bần này ọ côn cho bộ cà tạm đàn tù sân nà rồi bỏ ọ lục nè chúc nha cho môi nâng rụng nền khiêm nơi video kreo hay kreo tiệt.